Trận đấu giữa Al Nassr và Zamalek của Ai Cập mang tính chất quyết định cho chiếc vé đi tiếp của Ronaldo và đồng đội tại bảng C tại giải Arab Club Champions Cup 2023, giải đấu thường niên cho các câu lạc bộ khối Arab ở Trung Đông và Bắc Phi. Những tưởng Zamalek sẽ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu nhờ công của Say, 53, thì siêu sao Ronaldo đã lên tiếng. Theo đó, phải tới phút 87, hậu vệ Gibson Konan đột phá bên trái rồi tạt vào cho CR7 đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần 10m. Tỷ số 1-1 là đủ để Al Nassr vào vượt qua vòng bảng để ghi tên tại vòng tứ kết với vị trí nhì bảng C. Sau 3 trận, Al Nassr thắng 1, hòa 2, giành 5 điểm và đứng sau Al Shabab. Zamalek đứng thứ 3 với 4 điểm và bị loại. Trong 8 đội vào tứ kết, có tới 4 đại diện Saudi Arabia là Al Nassr, Al Shabab, Al Hilal và Al Ittihad. Theo lịch thi đấu, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Raja, Morocco, ở tứ kết vào ngày 6 tháng 8. De Zoon cho hay, Mbappé sẵn sàng đồng ý cập bến Chelsea ở kỳ chuyển nhượng hè này, tuy nhiên chỉ trong thời gian 1 năm và dưới dạng cho mượn. Lý do là bởi chân sút này chờ đến hè năm sau để có thể rời tự do rời PSG với điểm đến luôn được nhắc tới là Real Madrid. Vì vậy, thay vì cố thủ ở Paris và chịu cảnh dự bị, Mbappé được cho là đã chọn giải pháp khoác áo Chelsea. Điều này vừa có thể giúp anh ra sân thi đấu giữ phong độ, lại vẫn bảo đảm lương, thưởng, lòng trung thành mà PSG phải trả. Chủ sở hữu Chelsea Todd Bowley được cho đã có cuộc gặp với chủ tịch PSG Ancelotti cách đây ít ngày đề cập về thương vụ Mbappé. Tuy nhiên, phía PSG muốn bán đứt để không phải rơi cảnh trắng tay vào năm sau. Theo Fan Now, Messi đã chính thức vượt qua Ronaldo để đạt số lượng kỷ lục nhất mà một cầu thủ giành được với 41 kỷ lục, nhiều hơn một danh hiệu so với CR7. Messi ghi dấu ấn thứ 41 của cá nhân trong chiến thắng 4-0 tại League Cup của đội bóng mới Inter Miami trước Atlanta United khi anh lập cú đúp. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 2 của tiền đạo người Argentina đã trở thành sự kiện trực tiếp được chứng kiến nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ với 3,4 tỷ lượt xem trực tuyến. Trước đó, kỷ lục gần nhất của ngôi sao người Argentina được Guinness ghi nhận là cầu thủ chơi nhiều trận ở World Cup nhất với 26 trận và cầu thủ ghi nhiều bàn ở World Cup nhất trong vai trò đội trưởng với 7 bàn. Trong khi đó, kỷ lục gần nhất của chân sút Bồ Đào Nha Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 565 triệu lượt theo dõi tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Manchester City đã thuyết phục được RB Leipzig bán trung vệ trẻ tài năng Josko Zvezdion với số tiền 77,5 triệu bảng Anh. Bên cạnh đó, thỏa thuận này còn có một điều khoản đặc biệt là Manchester City sẽ thi đấu giao hữu tại RB Leipzig trong tương lai. Được biết, Zvezdion đã đồng ý các điều khoản cá nhân với nửa xanh thành Manchester từ lâu. Chân sút người Croatia sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Anh để hoàn tất thủ tục gia nhập nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Manchester City hy vọng rằng thương vụ này sẽ hoàn tất trước trận đấu tranh Community Shield với Arsenal trên sân Wembley vào cuối tuần này.